Thôi xin lỗi đã để anh đợi, bởi vì hồi đó giờ chưa bao giờ cái tình trạng này hết trơn. Không sao, không Anh biết sao. sao Sao? không? Nằm lại cái mê. Nằm lại cái mê à À. hả? Thôi, Chứ thường là hãy thức luôn là đâu có tách không nghe đó. Cái điện thoại kế bên. ok, không sao. Rồi, vậy bây giờ mình chạy ra cái công viên này Ăn uống gì chưa? nè. Không, anh đừng lo chuyện đó. Đi ăn uống No, 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 no. Cà phê gì đó, No, 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 no. 7 giờ thức rồi. 5 giờ mấy rồi nhưng mà ý 7 giờ dậy rồi nhưng mà có cái là nằm ráng hả? Nằm nằm lại sao mà ngủ. Cho nên tắt không hay. Chắc lắm là nhảy lắm, điện thoại là để đâu trên đầu giường mà. Về cái đít vô chỗ trước cái ra quê cái quầy quầy đầu ra thôi. Lấy hết đít qua. Lấy hết đít luôn. Biết á. Lấy hết qua, hết luôn. Hết luôn. Đó, nghĩ ra quay đầu lại ra thôi. Xe này xe gì lạ vậy nè? Mitsubishi, xe của Nhật. Chưa gì thấy hả? Chưa. Có hãng Nhật nó làm Mitsubishi hả? Mitsubishi mà xe chế máy bay để nhiều thứ chiến. Cái máy. Rồi quay trái. Gần 30 năm rồi. Cái anh quẹo trái cái chỗ cái ngã ba này đi chậm nữa ra để chậm chậm giờ quẹo vô quẹo trái đây. Ok rồi, clear là quẹo. Rồi quẹo phải phía trước theo thằng đó đó. Lên dốc quẹo trái. Hình như anh quen với anh Mỹ phải không? Anh Mỹ là nào? Anh Mỹ là cái anh chủ tịch đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng vậy đó. Hình như ảnh có mướn máy bay để anh bay mấy cái đợt lễ vậy đó có không? Anh quen đó không? Làm địa ốc á. Anh địa ốc anh Mai Nguyễn đó. Mai Nguyễn. Biết không? Ảnh ở trên núi này nè. No, 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 mình đi đây nhưng mà ảnh trên núi này. Nói anh. Rồi tới cái ngã ba ra quẹo phải. Quẹo phải đây. Đây, quẹo phải đây. Anh quen mà thân không? Không thân lắm. Thì anh donation biết anh. Anh thấy cái nhà Gia ra có cái cờ không? Đó, trên đó đó. Nhà mà ảnh mới build xong hồi tháng 5. Đó, nhà đó đó. Nhà đó ảnh cho Airbnb gì đó, thuê đó. Đó nhà đó. Ngày nó Mai Nguyễn nè, ảnh đang gắn cờ để ảnh đứng chậm chậm lại sắp sửa tới cái công viên này coi được không, còn không thì xuống công viên bên kia. Tôi nghĩ đi xuống công viên kia đi. Gì kia. Kia nó có bên là đàng hoàng. Rồi quẹo phải đây. Rồi cái quẹo trái chỗ này, kiếm kiếm chỗ đầu. Quẹo trái là đậu qua qua chiếc xe trắng này nè, hoặc qua ở chiếc xe này hoặc là sao đít nó. Đây cái mình xuống, mình lộn bộ xuống đây. Đầu cặp thì mình xuống được rồi. Lần đầu tiên để cho người khác đợi á.
Nó có bên nào anh? Tôi chợt ngứa anh. Bên này hoặc là qua phía bên kia. Ánh sáng thanh là chỗ này, nhưng mà thu bằng máy này anh đừng có lo. Nhiều người không biết phải mua sắm, nhưng thêm anh biết thêm đổ đen tàu không? Thằng thêm là cái thằng mà nó mặc đồ đại quý lục quân Hoa Kỳ, nó đi với thằng Thuận á. Anthony đó, nó hay đi cặp thằng cao thằng ốm đó, thằng thấp đó. Coi anh ngồi đây coi chừng ướt nha. Ngồi bên này. Ừ. Bên này bị nó ướt nè. Đây khô nè. Thằng Thiêm nó là đại quý lục quân Mỹ, rồi nó có mở cái đen tàu, nó Thiêm đổ đen tàu đó. Nó mua cho lắm mà lắm đâu có lấy trả lại cho nó đó. Loại mà gắn thí dụ anh gắn cho anh, gắn cho máy nè. Nó lượm thượm chứ. Khi mình cần chạc điện rồi đó, chạc pin nữa có không? Sau 5 giờ chiều, trong lúc chờ mấy đứa nhỏ đi học thêm thì Mr. Lam edit video cho anh Hưng. Hay các kỹ sư chuyên môn, nhưng sau đó đã bị Đảng Cộng sản đào thải. Đã quá muộn cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải quyết tâm đủ mọi cách đuổi bọn Cộng sản ra khỏi giang sơn Việt Nam và diệt trừ những người đang làm cho tàu cộng để tránh đi một cuộc thảm họa trong tương lai. Để bổ túc thêm trong quá khứ, trong thời gian qua, rất có nhiều người trí thức khoa bảng đã làm việc giúp đỡ cho chính quyền cộng sản, như kinh tế gia, giáo sư đại học hay các kỹ sư chuyên môn, nhưng sau đó đã bị Đảng Cộng sản đào thải hay tự bỏ đi vì lý do chính sách bắt chanh bỏ vỏ. Họ đã biết bị lừa bởi nhiều hứa hẹn nhưng tự bỏ đi, nhưng sau đó đã bị Đảng Cộng sản đào thải hay tự bỏ đi vì lý do chính sách bắt chanh bỏ vỏ. Họ đã biết bị lừa bởi nhiều hứa hẹn nhưng cuối cùng thực hiện những điều đó. Hiện nay tin tức trong nước nhưng sau đó đã bị Đảng Cộng sản đào thải hay tự bỏ đi. Cắt bỏ chỗ này nè. Đảng Cộng sản đào thải hay tự bỏ đi. Tự bỏ đi. Chính sách bắt chanh bỏ vỏ, họ đã biết bị lừa bởi vỏ họ đó. Bắt chanh bỏ vỏ. Đó. Bắt chanh bỏ vỏ họ đó. Đó. Họ đã biết bị lừa. Họ đã biết bị bắt chanh bỏ vỏ, họ đã biết bị lừa bởi nhiều hứa hẹn nhưng cuối cùng không thực hiện hứa hẹn nhưng cuối cùng không thực hiện không thực hiện họ đã biết bị lừa bởi nhiều hứa hẹn nhưng cuối cùng không thực hiện những điều đó đó. Hiện nay tin tức mà dư nè, bỏ nè. Hứa
hẹn nhưng cuối cùng không thực hiện những điều đó. Hiện nay tin tức trong nước tin có nhiều nhân viên nhà nước cao cấp bị lộ diện có bằng kho bạc, chứng chỉ giả. Thank you for watching! This video has been edited by iMovie Lord. Lam Tram. Thank you for watching, and don't forget to subscribe.